ngày 9 tháng 12 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực trạng và giải pháp. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, vụ trưởng vụ đánh giá thẩm định và giám định công nghệ Nguyễn Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo diễn ra với hai phiên chính gồm thực trạng và chính sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giải pháp công nghiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội với mật độ các khu dân cư, cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ hình thành ngày càng nhiều, đã kéo theo lượng chất thải, rác thải gia tăng nhanh chóng. Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh hàng ngày phát sinh khoảng 1.000 tấn rác thải, rác thải phần lớn được thu gom về bãi rác tạm hoặc được chôn lấp và xử lý bằng chế phẩm sinh học nhằm hạn chế mùi hôi, tăng tốc độ phân hủy. Tuy nhiên, phương pháp xử lý cũ hiện không phát huy hiệu quả, ngày càng phát sinh ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Toàn tỉnh chỉ có nhà máy xử lý rác thải Bến Tre có lò đốt rác, nhưng từ tháng 10 năm 2022 đã ngưng hoạt động để tái cơ cấu. Hội thảo được lãnh đạo các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ, sát hợp về thực trạng, chính sách, giải pháp công nghệ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cũng như chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quý báo trong công tác quản lý xử lý chất thải rắn. Từ đó, có thể xác định đúng đắn, phù hợp các nhiệm vụ, các giải pháp công nghệ, sáng tạo để quản lý chất thải, trách nhiệm với môi trường và hiệu quả về kinh tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, qua hội thảo, Bến Tre mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp nhà đầu tư tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bến Tre nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung về vấn đề quản lý chất thải rắn hướng đến nền kinh tế tuần hoàng cũng như tăng cường hơn nữa sự phối hợp hợp tác liên kết với tỉnh Bến Tre các tỉnh thành phía Nam trong lĩnh vực môi trường đặc biệt thông tin chia sẻ các kinh nghiệm về xử lý chất thải rắn thông qua giải pháp về công nghệ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và phát triển bền vững góp phần hỗ trợ các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long sớm hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả nước